Chúng ta sang bài tập số 2. Thầy xin giới thiệu đề đại học khối B 2011. Cho cái hàm số y bằng x mũ 4 trừ đi 2 nhân m ngoặc m cộng 1 đóng ngoặc x bình phương cộng với m đặt tên là 1. Ý thứ nhất, khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 1 khi m bằng 1. Ý thứ hai, tìm m để đồ thị hàm số 1 có 3 điểm cực trị ABC. Sao cho OA bằng BC. Ở đây A thuộc OI. B và C là hai điểm cực trị còn lại. Thế còn O là gốc cả độ, thì các em biết rồi. O là gốc cả độ. Với một cái đề thi như thế này thì không có lý do gì mà chúng ta không lấy được hai điểm của cái câu này. Đấy. Một câu khảo sát một điểm, câu dưới một điểm nữa là hai. Nếu ta lấy được hai điểm này thì cơ hội rộng mở đối với ta rồi. Cánh cửa giảng đường đại học bắt đầu hé mở. Bây giờ ta sẽ cùng nhau giải quyết ý thứ hai. Hàm số 1 này là hàm trùng phương, cho nên muốn có 3 cực trị thì y phải bằng 0 phải có 3 nghiệm phân biệt. Thầy vừa nói lý thuyết ở bài tập số 1. Thế thì các em sẽ tính y phải. Y phải bằng 4x mũ 3 trừ đi 4 nhân m hoặc m cộng 1 x. Và các em nhóm thử số chung 4x ra ngoài, trong còn x bình trừ m trừ 1. Ta giải quyết nước thứ nhất là tìm m để đồ thị hàm số 1 có 3 điểm. Để hàm số hay là ghi rõ là để đồ thị có 3 điểm cực trị cũng được. Để đồ thị có 3 điểm cực trị. Tức là đồ thị có cực đại cực tiểu đấy. Có cực đại cực tiểu. Thì phương trình y phẩy bằng 0 phải có 3 điểm phân biệt. Điều này tương đương với phương trình 4x nhân với x bình trừ m trừ 1 bằng 0 phải có 3 điểm phân biệt. Thế thì điều này đã quen với các em rồi. Phương trình này muốn có 3 nghiệm phân biệt thì phương trình x bình phương trừ m trừ 1 bằng 0 phải có 2 nghiệm phân biệt x khác 0. Điều này sẽ tương đương với, đây là phương trình bậc 2 cho nên delta dương. Delta bằng b bình phương trừ 4 lần ac, như vậy thành 4 lần m cộng 1 phải dương. Nghiệm x khác 0, thay x bằng 0 vào đây thì nó không thỏa mãn. Ở trên ken có m lớn hơn âm 1, ở dưới là m khác âm 1, cho nên nghiệm chung là m lớn hơn âm 1. Ta đánh số đây là 1.
Như vậy ta đã giải quyết được nấc thứ nhất là tìm để đô thị có 3 điểm đô thị. Bây giờ nấc thứ hai ta giải quyết là OA bằng BC. Thế thì để giải quyết được cái nấc này thì ta phải tính tọa độ các điểm đô thị. Thế thì y phẩy bằng 0 ở đây sẽ có 3 điểm, hoặc tích bằng 0 hoặc tích bằng cốc trừ căn bậc 2 của m cộng 1. Thế thì từ đây suy ra các điểm cực trị. Giả thiết là cho A nằm trên OI, cho nên điểm A phải nhận hoành độ bằng 0, tung độ sẽ bằng m. Đấy. Thế còn điểm B và điểm C có vai trò như nhau. Điểm B thầy cho tung độ là căn bậc 2 của m cộng 1. Xin lỗi, là hoành độ là căn bậc 2 của m cộng 1. Thì thay vào hàm y ban đầu, em sẽ tính được tung độ. Tung độ ở đây là bằng trừ m bình trừ m trừ 1. Trừ m bình trừ m trừ 1. Điểm C, hoành độ sẽ là trừ căn bậc 2 của m cộng 1. Tung độ là trừ m bình trừ m trừ 1. Thế thì lúc đó, khi đó này, OA bằng BC sẽ tương đương với công thức khoảng cách giữa hai điểm thầy đã nhắc ở các chuyên đề trước rồi. Thầy cho kết quả luôn, kem bình phương luôn để trốn căn. Cái này sẽ trở thành OA bình bằng BC bình. Và OA bình thì chính là M bình. Đấy. Thế còn BC bình, BC bình ở đây thì chính là bằng 4 nhân với M cộng 1. Việc tính toán này các em tự tính, thầy không tính nữa, vì thầy đã nói ở các chuyên đề trước rồi. Điều này tương đương với lại m bình trừ đi 4m trừ 4 bằng 0. Mà từ đây các em sẽ có kết quả là m bằng 2 cộng với ghép ghép luôn này, cộng trừ 2 căn 2. Ta lấy số đây là 2. Và như thế kết hợp 1 và 2 suy ra đáp số m bằng 2 cộng trừ 2 căn 2. Ta đã giải quyết xong đề đại học khối B 2011. Và qua cái đề thi này các em thấy là về mặt cơ bản thì không có gì khó khăn, chỉ cần nắm được kiến thức là có thể giải quyết tốt. Thế thì thầy lưu ý với các em một chút nữa là có thể nhiều em là còn không nhớ công thức khoảng cách giữa hai điểm. Thầy xin nhắc lại một lần cuối là điểm M có hoặc là điểm A có tọa độ là x A I A, điểm B có tọa độ là x B I B. Thế thì các em nhớ là cái độ dài đoạn AB, hay nói cái khác là khoảng cách AB, thì được tính bằng căn bậc 2. XB trừ XA hoặc XA trừ XB đều được cả. Đó là bình phương. XB trừ XA bình cộng IB trừ IA. Đấy. Thế thì chính vì thế thì bây giờ bình phương lên mất căn thì các em mới ra được cái phương trình này. Lưu ý như vậy.